Chào quý vị và các bạn, hôm nay qua clip này công ty Vingroup Việt chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về cái máy mài khuôn IG365DR của hãng Unica Đài Loan. Khi mua về chúng ta sẽ có cái máy mài đây. Chúng ta sẽ mở cái máy mài này ra chúng ta xem này. Đây. Thì đây là cái máy mài ha. Đây là nặng 1,2 kg. Đó, trên này sẽ có là Made in Taiwan này, có cái mã của cái máy này. Thì bây giờ chúng ta sẽ ở trong này á, nó sẽ có cà lê để chúng ta mở này, cà lê này 17 này, hai cà lê 17. Chúng ta sẽ có một cái chứng nhận của hãng này, hãng Unica. Đó, chứng nhận của hãng Unica và chúng ta sẽ có một cái bạc lít của cái máy mài đây. À, đây là cái đầu kẹp là 6 nha, 6 mm ha. Thì tốc độ là 16.000 vòng trên phút. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ các cái bạc lít của nó, cái linh kiện ha. Thì đây chúng ta sẽ có cái đầu này ha. Cái đầu mà chúng ta sẽ xem chi tiết lại ha. Đó, đầu kẹp này ha. Đó, đây là máy mài khuôn nhá. Đó, thì trên đây thì công ty Vingroup Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái máy mài khuôn IG65DR. Thì để ủng hộ kênh, nhận được các clip mới nhất, các cái review, các cái sản phẩm mới nhất thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc khách hàng thành công. Công ty Vingroup Việt chúng tôi thì xỉ lẻ trên toàn quốc.